Ngoài công dụng dùng để ăn kèm với vôi, cau, lá trầu còn được sử dụng như một phương thuốc dân gian để điều trị nhiều chứng bệnh viêm nhiễm thông thường, những bệnh về da. Kết quả nghiên cứu của khoa học hiện đại cho thấy, trong 100g lá trầu chứa tới 2,4% tinh dầu. Với tất cả các thành phần chính trong lá trầu không có hoạt tính kháng sinh mạnh, ức chế nhiều chủng vi khuẩn như tụ cầu khuẩn, phế cầu khuẩn, liên cầu khuẩn, trừ khuẩn coli, lị, và có tác dụng kháng nấm mạnh đối với nhiều chủng loại nấm. Do đó, lá trầu mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Làm thuốc giảm đau. Tác dụng giảm đau hiệu nghiệm của lá trầu không giúp làm dịu các cơn đau nhanh chóng. Bạn có thể dùng loại lá này để giảm đau cho các trường hợp bị chày, rách hay xước da, phát ban hay sưng viêm, kể cả bên trong lẫn bên ngoài, khó tiêu, táo bón. Chỉ cần lấy một vài lá trầu không, giã nát rồi đắp lên chỗ bị đau. Ngoài ra, bạn cũng có thể nhai nát lá trầu không, nhấp lấy phần nước tiết ra, rồi nhả bã để làm dịu những cơn đau có nguồn gốc từ bên trong cơ thể. Chữa táo bón. Trong lá trầu không có chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp đánh bại các gốc tự do trong cơ thể, khôi phục lại mức pH bình thường trong dạ dày. Nhờ đó, chứng táo bón sẽ được xoa dịu. Cách chữa táo bón bằng lá trầu không khá đơn giản. Hãy nhai nát vài lá trầu, rồi nuốt lấy nước và nhả bã khi bụng đang đói, hoặc là băm nát lá trầu không cho vào nước lã đun sôi để nguội và để qua đêm. Uống nước này vào ngày hôm sau khi bụng đói. Khắc phục tình trạng khó tiêu, lá trầu không có khả năng cải thiện chuyển hóa bên trong cơ thể, giúp kích thích sự tuần hoàn bên trong ruột để hấp thu các khoáng chất và vitamin từ thức ăn tốt hơn. Chất thải cũng sẽ được loại bỏ dễ dàng, giúp cơ vòng hoạt động hiệu quả hơn nhờ vào tác dụng kích thích của lá trầu không đối với cơ vòng. Hạn chế các cơn đau do đầy hơi. Trào ngược dạ dày thực quản sẽ khiến bạn luôn có cảm giác khó chịu trong hệ thống tiêu hóa với nhiều biểu hiện như ợ nóng, đau ngực, khó nuốt, nôn sống. Lá trầu không là một trong những vị thuốc giúp kiểm soát chứng trào ngược dạ dày thực quản hiệu quả bằng cách giữ cho tá tràng luôn an toàn trước sự tấn công của các chất độc và những gốc tự do gây hại. Nhờ đó, lượng axit trong dạ dày cũng được giữ ở mức cân bằng, làm dịu cảm giác đầy hơi. Hơi gà sẽ thoát ra bên ngoài trong quá trình co thắt và giãn nở của cơ vòng, ngăn ngừa hiệu quả tình trạng trào ngược axit lên thực quản, gây ra các cơn đau khó chịu. Tăng cảm giác đói. Chứng đau bao tử luôn khiến bạn có cảm giác chán ăn. Nguyên nhân là vì lượng pH trong dạ dày đang mất cân bằng, khiến cho các hormone tạo cảm giác đói không được tiết ra ở mức tối ưu. Lá trầu không có khả năng khôi phục lại sự cân bằng của mức pH trong dạ dày bằng cách loại thải các độc tố ra bên ngoài. Vì vậy, bạn sẽ cảm thấy ăn ngon miệng hơn. Bảo vệ sức khỏe răng miệng. Nhai lá trầu không có thể đánh bay mùi hôi miệng. Chúng còn góp phần làm dịu các cơn đau răng. Tuy nhiên, bạn đừng quên đánh răng sau khi nhai lá trầu không. Ngoài ra, cũng có thể đun sôi lá trong nước rồi lọc lấy nước súc miệng hàng ngày để giữ vệ sinh răng miệng và giúp hơi thở luôn thơm mát. Chữa ho. Lá trầu không có tác dụng chữa ho khá nhanh vì chúng chứa nhiều chất kháng sinh mạnh, không chỉ làm tan đờm mà còn hạn chế được tình trạng viêm nhiễm do các cơn ho dai dẳng gây ra. Cách làm thức ho từ lá trầu không như sau. Đun sôi lá trầu không trong nước cùng uống một ít nụ đinh hương và nhục đậu khấu. Lọc lấy nước uống 3 lần mỗi ngày. Chữa viêm phế quản. Tác dụng làm giảm viêm nhiễm của lá trầu không giúp chúng trở thành một loại thuốc trị viêm phế quản rất tốt. Chúng làm giảm viêm cho cuống phổi, phổi, tan đờm. Nhờ đó, tình trạng tắc nghẽn ở phổi được cải thiện, giúp phổi hoạt động tốt hơn. Khử trùng. Trong lá trầu không có chứa polyphenol nên sẽ ngăn ngừa được sự tấn công của các mầm bệnh. Chỉ cần đun lá trầu không trong nước, bạn đã có ngay một loại nước khử trùng hiệu nghiệm, có thể giết chết nhiều loại vi trùng, mầm bệnh gây hại cho cơ thể. Lượng polyphenol dồi dào này còn có tác dụng giảm đau khi cơ thể đang bị viêm, sưng tấy. Trị nấm. Tình trạng nhiễm nấm thường xảy ra ở những vùng da thường xuyên bị ẩm ướt trên cơ thể. Lá trầu không là một trong những biện pháp trị nấm đơn giản, hiệu quả và rẻ tiền mà bạn có thể áp dụng tại nhà. Chỉ cần giã nát lá trầu không và trà sát lên những vùng da đang bị nấm thường xuyên, bạn sẽ không còn phải lo ngại về các bệnh.